Nhiều thế. Sô cô la luôn này. Không. À nhỏ. Thế thì chị, đây, chị bóc thử khuôn này. Wow! Su ra đây đi. Em này cái này rồi. Đây, tôi chị bóc rồi. Wow! Tình người mới cười đàn, cùng hòa lời ca lời ca. Tình 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 đang tình trăng, mang theo cô ca rộn ràng, cầm cả liêu ca. Ngồi đây, em chỉ kể cho nghe chuyện này. Ngồi đây. Chị mới vận cái bài phẩm đàn. Hay là mẹ mua cho cái bánh này. Tưởng đây là cây đàn của ấy là cao hứng hát đấy thôi. Này con em ấy. Ừ, mẹ chị mới đi bển về đấy. Bánh gì đây hả chị? Em nhìn không biết à? Nguyên một con gấu này. Bánh tròn to này. Em đã ăn bao giờ chưa? Em chưa có ăn rồi. Chưa ăn là chị cũng chưa được ăn đâu. Chị đây là tụi đấy à? Chị có cảm giác không? Chị tình em ơi, tình đàn đấy. Là đúng cái đàn đâu. Chị có chứ cả những cái đàn nghịch luôn. Ừ, một gói bánh như thế này. Ui, su ngồi mà nó cao bằng su luôn á. Em mình mà ăn cái này á, xong á, có khi á, lo ngất đây giật tay luôn. Trời ơi. Bóc ra đây chị. Em hôm nay khấn khỏi muốn ăn vậy hả? Mình bóc cho em nhá. Ui, nó chắc vậy trời. Bánh xịt có khác nhiều. Ơ, à, không được nè. Nhưng mà mình làm thế nào bây giờ? Lâu này cũng không có cái gì luôn ấy. Mình phải kiếm mít kéo mới được. Ây à. Chờ chị. Ôi mày nhá, không được ăn trước nữa. Ăn trước là chắc chắn đấy. Bạn ơi, bánh xịt có rát chặt tích tình. Mệt quá. Ui, chạy ít ra đằng kia mới muộn được của hết. Cái cô ấy, cái kéo này. Mệt hết rồi người. Nhưng em có kéo không mà. Nhưng mà chị không nghĩ là nó khó như này đâu. Wow. Ui, nhiều thế. Nhiều thế này chúng ta. Em ăn cái chocolate. Em ăn chocolate. Wow, tất cả đều là sô cô la luôn này. Không. À nhỏ. Thế thì chị, đây, chị bóc thử khuôn này. Wow, su ra đây đi. Em này cái này rồi. Đây, tôi chị bóc rồi. Wow, su ơi, nhìn nè, nó là hai con gọc. Wow, đẹp. Thời trang thời thượng luôn. Su này là su bóc quả màu này đúng không? Chị bóc thử quả màu đen xem là cái gì nhá. Wow, màu đen là bánh vàng. Trời ơi, nhắm mắt lại. Chỉ dính lên mắt. Ê, khóc quá nè. Wow, ăn thử đi, em ăn thử đi xem là vị gì. Wow. Đây là màu này luôn này em này. Wow. Xin chào các bạn, mình là Gấu Panda đây. Hôm nay mình đến thế giới của các bạn thôi. Mình có một chiếc mắt màu vàng và một chiếc mắt màu đúng nhở? Ăn mình lắm. Được rồi, có ăn đúng không em? Ăn mình lắm. Ừ, em ơi, ăn lại thêm con chục. Cả cánh ở mồm chu. À, ăn thì có gì? Ngon lắm. Cánh này là như kiểu ngô bơ ấy. Đây là bơ, còn loại này. Cái màu gì? Ừ. Đen. À, tôi ăn hai màu đen. Chị hai màu trắng. Một đen, em một đen. Một trắng, em một trắng. Ôi được nhiều ấy. Thật người gói luôn. Một đen nâu gói. Uầy, cái này được nhiều thật ấy. Em bé, cho vào đây xong em bác về nhá. Em ăn nữa nha. Em ăn nữa hả? Đây, bây giờ em bác về nhá. Đấy, cho em cái đấy. Cô chị em mình đi về đi. Nóng lắm, ở đây nóng lắm. Em cầm gói này đi. Em không, chị không ăn giỏ của em đâu. Chị
ra không phải cầm nát rồi. Ôi, ngon thế. Ăn hết rồi bảo mẹ mua nữa rồi. Qua đây. Chào anh quay. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.